Hello cả nhà. Thì tóc mình cũng đã dài rồi nha. Nay dịch quá không có thể nào ra ngoài mình có tóc được, cho nên là Thịnh quyết định tự xử tê tê. Thì Thịnh cũng có coi một số cái clip ở trên mạng này, hướng dẫn á, thì cũng có cái loại cắt tóc để hơi dài một xíu, rồi cũng có cái loại cắt đầu đinh. Thì Thịnh thấy thôi ra dịch mà mình để tóc lượm thượm chi cho nó nóng nực. Thôi Thịnh quyết định cắt đầu đinh nha. Cho nên là lỡ mà có xấu cái gì mọi người đừng có cười nha. Nè, quyết định vậy nha. Rồi thì hiện tại là mình đang mượn cái tông đơ của thằng em, thì nó có hai số, một số cái răng lớn hơn là số 6 và số 3. Thì trước tiên là mình lần đầu tiên mà, cho nên là mình sẽ làm cái số 6 trước nha. Coi gắn nó lại sao. Ok. Rồi test máy nha. Ok. Thì mình cũng có coi về các cắt sơ sơ một xíu á, là thường là mình sẽ đi từ dưới mình đi lên vậy. Để mình lên vậy. Nhưng mà tại vì là mình cắt đầu đinh á, cho nên là mình cũng không cần quan tâm tới cái máy đâu, cho nên là mình cứ một số mình đẩy đều nhau hết là nó ok nha. Ok, rồi quyết định đi đây. Không biết chút nữa có ngố không ta. Thì hiện tại mình đang dịch á, ở công ty mình chia ca làm một bữa, bữa làm bữa nghỉ nha các bạn, nên là ngày mai không biết lên công ty á, mọi người có cười hô hố gì không đây. Chết à, rồi ôi chết rồi, sao mình hơi đi hơi bị sát rồi, tiêu rồi. À, có sát quá ha, chơi luôn, chơi sợ gì mới rồi. Mình mà đi gọn gọn trước đi để cho nó cho cả nhà hình dung nhanh hơn. Anh nói dạ hết pin rồi. Pin khá là yếu. Tiêu rồi. Còn chiếc nữa thôi. À, mình sẽ quay lại sau nha các anh. Mình đang ngủ đây, xong mình sẽ quay lại sau. Chắc rồi, nó bị lẹm rồi. Ok. Nó cũng chưa có đều lắm, nhưng mà mình sẽ quay lại sau nha. Rồi tiếp tục nha. Mình nãy hết bên giờ mình xuống nhà dưới nha, mình làm tiếp nha. Đúng vậy. Cũng nhắc đi, chắc không. Mà không. Vợ mình cũng muốn giúp mình cắt tóc á, nhưng mà tại vợ mình muốn quay phim lại á, cho nên vợ thì không thích lên quay phim, cho nên là thôi thì mình tự cắt một mình. Chút nữa là cái phần nào mà cần chỉnh á thì mình nhờ vợ sau chỉnh mấy cái thường là nó có cái bên này dưới đây nó có chuyện như này, chuyện với em nó đánh lên mình phải tỉ lại mấy cái chỗ đây á, ở phía sau mình không thấy được á. Chút nữa mình sẽ nhờ. Nhưng mà cái phần đó thì mình cũng không có ghi âm lại, tại vợ mình không có thích á.
Ok, ổn rồi ha. Rồi thì có cái phần thêm cái phần mà mấy cái ốp cái này mình không có chạy được á, thì mình xin ốp camera để mình nhờ vợ. Ok, mình mới nhờ vợ mình chắn cái góc một xíu nha. Đó, mình quay ra nhìn ở đây là mình sẽ không thấy. Đó, nhìn thử nha. Đó, thấy chưa? Và mùa dịch này mình nhớ giữ gìn nha, để mà sống mạnh khỏe nha. Rồi, đây là cái đầu tóc mình mới tắm xong nha, cũng nó bé thê các chị ha. Nè, coi lại sau gáy ở chỗ này thì nó hơi lẻm một xíu, nhưng mà không sao, cơ bản là mình chấp nhận những gì mình có.